khô quá chừng luôn nè, quá chừng khô luôn nè. Nào bà con nào, hai ba nắng thì nó vẫn còn ướt cho bà con nha. Để mà khô thì nó phơi thật là nhiều nắng luôn á. Lăng ơi, sao lăng nở cắt gà mà bỏ Điệp? Chị Lăng, anh Lăng, cái mà Điệp á. Anh nào Điệp? Anh cho mượn anh, ai biết anh nào Điệp là em. Không có nhà con cái nuôi. Có, con nó cho anh cơm con hiếu. Anh có cái ở nhà buồn đi, em có tiền bỏ túi muốn ăn. Dạ. Chợ Mỹ Tho nó còn dài đường, còn dài Mỹ Tho còn đường đi. Đi nước ngoài. Ừ. Đúng rồi. Quay đưa ta đi luôn đi. Đi nước ngoài luôn đây. Tôi là dân chuyên nghiệp. Đó. Cô giống như mấy chương trình game show vậy. Người bí ẩn á, người bí ẩn. À người bí ẩn. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Cao Trung Vlog ở trường đang trên đường Lê Văn Duyệt, phường 1, thành phố Mỹ Tho. Và hôm nay Trừng sẽ chính thức đi vô ngay cái chợ Mỹ Tho. Thời điểm tôi quay lúc này đang là 9 giờ nha bà con, 9 giờ 10 phút thì cũng hơi nắng không tí nha, nên bây giờ Trừng phải đội mũ thế này nè. Và để trước khi đi vô cái chợ thì Trừng xin một xíu quảng cáo. Thực sự là sao phải có quảng cáo, có ba bán hàng. Trừng đi quay cũng phải bán hàng thì có những chi phí bà con, có những chi phí để tục đi là lấy kinh phí để đi quay tiếp cho bà con xem. Bà con nhớ mua hàng ủng hộ nha. Cô cá ăn chỉ mình phơi ngoài vườn nha bà con. Đây là chỉ mới có một nắng thôi. Nhỏ nhỏ gì chứ ngon lắm nha bà con. Không có xương đâu, mình ăn một cái là mình ăn nguyên con luôn à. Ngoài khô cá ngăn chỉ cá lù đù ra loại mà mỏng như vậy á, bà con có gì xem quảng cáo thì bên nhà Trưng có bán mặt hàng, các mặt hàng là khô mắm châu đốc cho bà con nha. Khô mắm châu đốc rất là ngon, Trưng lựa chọn cái sao có thể là hàng có thể ngon nhất có thể để cho quý vị cô chú bên nước ngoài cũng như Việt Nam mình thưởng thức đặc sản vùng miền. Đây bà con nha, trước mặt quý bà con, đây là chợ Mỹ Tho. Chợ Mỹ Tho. Và hôm nay hướng đi của Trưng như thế này. Bên trong nhà lồng, tuy nhiên Trưng không đi vô nhà lồng nha. Tại vì chợ nó nằm ở phía dài kia. Nó nằm dài nha. Tức là hôm nay Trưng sẽ rẽ bên phải này. Rẽ bên phải đi ra tới đằng sau. Ra đằng sau và ôm cua qua bên trái luôn. Ôm cua qua phía bên trái luôn bà con nha. Ôm cua bên trái luôn. Đấy. Và cái chợ nằm miết bên kia luôn kìa. Đó. Thì hướng đi của Trưng là vạch ra như vậy nha. Trưng đi mỗi chợ nào Trưng cũng đều cố gắng làm sao để cho quý vị cô chú anh chị là có thể là hình dung được cái chợ của mình như thế nào. Trong nhà lồng thì cũng chỉ bán mấy đồ bách hóa này là thôi. Đó. Đây bà con nha. Ê khoan. Trước khi mà đi qua bên phải thì Trưng có nhận thấy ở đây nè bà con. Có nhận thấy ở đây là có bán mật ong nha. Mật ong luôn nè. Đó. Đó đây nè. Rừng ấy, ông rừng ấy cô. Quá đã vậy. Wow, đây là chắc nguyên chai, mình có một chai ấy cô. À. Đây là nhà mình bắt luôn cô. Đúng rồi, nhà người ta đi bắt á. Cái còn lên đó vừa tôi rấu nè. Nhà chị bắt hay là đúng rồi, nhà mấy em bắt thôi chứ mình mua là mình bán. À, mấy em bắt mua bán rồi bán 1 lít vậy bao nhiêu? Lít 1.6 triệu. 1 lít 1.6 triệu. Đây là cái chai của nửa lít hả? Đúng rồi. Wow. Đây đúng rồi bà con nha, nguyên chắc luôn nha. Đây là những con ong nè. Này có ảo ảo đúng rồi. Đây những ong nè. Ơi sợ không có ai. Đấy. À. Mình sợ không có ai. Đó. Thực ra mà nói bên ngoài đường khi mà những người mà đi bán bên ngoài thì mình không biết là chất lượng thế nào, nhưng mà những cái kiểu bán như thế nào. Có những con ong là thiệt chứ nè. Khi mà ong mới đóng trước cái tờ dừa nó là như vậy nè. Dạ. Tức là còn tươi rồi nha chị nha. Đúng rồi. Trên miếng dừa đã cắt ra luôn này là mình hiểu được cái chất lượng ngon là nguyên chất nào. Mình bán như là bán miếng là bán sao? Mình bán vậy bán miếng, còn nếu mà mua gì mình chợ dắt ra
vuông như vậy là mình cắt ra. Đúng rồi, trời. Còn nếu bán miếng thì bán sao, bao nhiêu miếng vậy? Tùy theo cái miếng lớn, miếng nhỏ, mặt nhiều ít, như ổ vậy là 50. À, một ổ. Vừa có con vừa có mặt luôn. Dạ. Một ổ như vậy là 50 ngàn, là vừa có con vừa có mặt luôn. Đúng rồi. À. Nó có vừa có phấn hoa luôn nè. Tức là mình như những cái này là thấy là phấn hoa nè, không? À. Đó. Còn cái phần này nó là mặt nè. Ồ, à. Này mặt nè. Đúng rồi. Còn này là cái con non để mình ăn luôn được hết. Gọi là con nhộng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Con nhộng nha bà con nha. Đây nè. Đó. Chị hay bán gì không? Mỗi ngày không? Ngày nào cũng bán. Đứng trước ngồi chợ trước chợ Mỹ Tho như vậy hả? Đúng rồi. Rồi bán tới 11 giờ trưa là mình về. Tại vì 12 giờ là mấy anh đi bắt về đó. Để mình mua lại. Dạ. 12 giờ bắt về rồi. 12 giờ trở về chiều là mấy anh về tới rồi đó. Mình đó mình mua. Ồ. Là ông này làm trên dừa sao chị? Đúng rồi. Đủ thứ cây á. Đủ cây luôn. Dạ. Đây bà con nha, cảm ơn nha, cảm ơn chị nha. Lâu lâu thì mới có mật ong chân quay mật ong cho con. Nhìn cái món lạ. Cảm ơn chị nhiều. Ok, bây giờ Trương sẽ đi theo lịch trình nha. Có những cái nào mà Trương nhìn thấy là có gì hay lạ gì đó thì Trương cũng sẽ ghé vô tấp vô một cái, quay cho quý vị, cô chú, các anh chị thưởng thức trái cây. Phía đằng sau của chợ Mỹ Tho này Trưng thấy là có khá là nhiều khô. Nhiều khô lắm mà coi như là trùng hợp với những loại khô mà Trưng đang bán á, thì tí nữa Trưng qua bên đó review cho quý vị, cô chú, các anh chị xem cái khô ở phía sau. Là Trưng nhìn thấy là còn mới vừa phơi luôn đó nha, mới vừa phơi luôn đấy. Đây thì cũng có những cái sạp nè. Bán đủ thứ món đồ luôn nha. Nếp cẩn bánh tráng luôn nè. Đây. Gửi ai cho ông? Rửa chén luôn nha. Bán rửa chén luôn. Quay phim chứ làm gì ơi. Phải thấy người đẹp vô quay thôi chứ làm gì. Quảng cáo YouTube đó, chiều nay lên YouTube ra lên hình là có luôn á. Đúng rồi. Nè. Ủa, mình nhà mình bán ăn uống ở đây luôn hả? À là ăn là rửa luôn ở đây luôn. Ủa nhà đây luôn á chị? Có cái quầy. Cái quầy vậy, ăn uống ở đây hả? Đó, đâu về nhà, nấu đây ăn luôn. À. Đây. Bún Mỹ Tho. Gian hàng đó hết vốn mà anh quay gì kìa vậy? Hết vốn. Rồi lại xin nói thiệt bà con, cái tên của gian hàng là gian hàng hết vốn. Trời, gắn camera luôn á chàng. Bán không mười nè. Sao? Bán hết vốn mà gắn camera luôn kìa, này sẽ sợ là người ta vô này. Thấy chưa? À, chưa mấy chị than vậy là ghê lắm. Tiền không đó. Than ra tiền đó nha, chứ không phải thường tầm thường đâu. Tại vì anh thấy gian hàng đâu có chân gì đâu là hết vốn. Ơi. Rồi cảm ơn nha, bye bye. Rồi Trưng sẽ đi thẳng ra sau bà con nha. Đi thẳng ra đằng sau. Hôm nay ghế chợ Mỹ Tho. Ê cha. Khách nước của ta. Không biết có chỗ nào bán nước. Đây là bán cà phê. Có bán nước suối Dasani không? Dasani có. Rồi lấy con chai Dasani nha. Đây quý vị nha, đây là công ty Coca-Cola. Công ty Coca-Cola là công ty mà Trưng đã làm ở đó. Hiện tại thì Trưng đã làm ở công ty Coca-Cola 8 năm nha. Rồi sau đó thì duyên đến thì Trưng chuyển qua này, chuyển qua làm YouTuber. Đấy thì những cái gì mà Coca thì mình vẫn còn giữ lại tốt đẹp. Bao nhiêu dân? 8.000 đồng mà con. Anh mở giùm em cho nước được không? Dasani quý vị nha, ủng hộ Dasani nha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Thôi khỏi thối nơi nha, khỏi thối. Khỏi. Dạ. Đây. Nước suối Dasani. Wow, khô quá chừng luôn nè. Quá
trời khô luôn nè. Trình sẽ cố gắng tương tác với lại khán giả, với lại quý vị bán đây. Wow. Đây. Trời ơi, đang bán khô quá chừng luôn, mỹ tho bán khô nhiều quá. Quầy khô của chị hả chị? Ôi, kìa bà con, trong kia có lạp xưởng luôn nha. Mỹ tho này vẻ như là chuyên về, mình là viên mỹ tho là xứ biển hả chị? Giống như ghe nó hay tấp lên, nó xứ biển Gò Công rồi ra. À Gò Công á hả? À, chị em thấy mỹ tho có nhiều cá khô quá. À, bà con, đây là một cái cửa hàng nha, bên đằng sau còn nhiều cửa hàng khô nữa. Đó, đây là cá nè. Chừng quay, cố gắng quay cho bà con thèm chơi nha. Đấy. Cá à? Đây là lù đù không chị? Lù đù. Quay ngoài kia gà nó một rổ nó nhiều. Dạ, đây là lù đù rồi. Chỉ mới tỉa lại cho nó gọn nó đẹp. Cắt tỉa nha. Con này nè. Đó. Hay chưa? Bán nhiêu ký chị? Hả? Lù đù nhiêu ký vậy? 80.000 ký. Tại vì nha. Quay lên cái kênh nào đây? Kênh Cao Anh Trung Vlog. À. Hello, hỏi thăm cái nha bà con nha. Ôi. Cao Anh Trung Vlog. À ở đây bán đủ thứ bà con nha. Hồi lâu rồi mình chưa có bán gạo, mình chưa quay gạo. Gạo cũ nở sớp nè. À gạo bột bụi sữa mềm. À bắp xôi, bắp hột. Quay chậm rồi nha, đâu quay chậm rồi đó nha, để cho bà con coi nha. Đó. Rồi, thật chậm rồi đấy. Giống như cái chuyện gì nữa đó. À, quay chủ. À, đây xin thiệu. À, bà chủ nhìn tươi quá nha. Cao Anh Trung đúng không? Đúng rồi. Cô bao nhiêu tuổi cô? Gần 70 sắp mấy à? Ồ. Nhìn cô nhìn là đẹp đấy. Để 50 à? Dạ nó da cô nhìn đẹp. Dạ nó da cô nhìn đẹp. Ở đâu? Ở đây ở đâu? Ở Lạch Giá. À đúng rồi, đi quay vòng vòng cho bà con coi. Rồi cảm ơn cô nha, cảm ơn em. Đây bà con nha, đằng sau nha. Khi mà tới cửa hàng Trưng cố gắng quay chậm 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 mà chắc cho quý vị xem nè, để cho quý vị có thể là biết được. Ở đây phía bên phải nha, bên phải này có khô nè. Trưng quay ra một xíu nữa cho quý vị xem. À vì hiện tại thì cái giới hạn về cái khoảng cách địa lý á cũng có giới hạn, là thành ra là Trưng cũng chỉ liên hệ ở những cái sập chỗ khô nào mà chất lượng để Trưng gửi. Nói vậy nha, dù Trưng làm việc từ chỗ nào ok Trưng sẽ làm việc luôn. Nên ta là Trưng khi quay khô như vậy để cho quý vị cô chú ta tham khảo để hiểu về khô. À, chào cô. À. Khỏe không cô? Khỏe quá, cảm ơn em. Dạ. Cứ đây nè. Đó. Đây là sập khô của cô đây luôn hả? Cứ quay không sao. À cái này của cô đúng không? Vâng, còn cái này của người khác hả? Được, không sao. À đây quay cho bà cô xa quê hương. À thấy khô thèm chơi. Đó. Đây quý vị nha, chúng quay chậm cho bà con xem nha. À. Đây là để giá mực luôn nè. À 380. Loại là 400. À loại là 420.000. Đấy. À tôm. À giá 40 nghĩa là 400.000 nha bà con nha. Kìa 420, 450 nha, tùy theo loại nha. Tôm khô nè, đó. Đây. Đó. Cứ quay. À cá này gọi là cá gì cô? Cá chỉ. Cá chỉ hả? Cá chỉ vàng. Cá chỉ vàng. Vâng. À. Đây quý vị nha. Cá cô cầm này gọi là cá gì? Cá lăng phòng. Cá lăng phòng mà là ấy vậy? Cô chim té nhà rồi luôn rồi. Có quay phim có đăng lên mạng không? Dạ có. À. Chị nhà đi con. À, cô. Cá lăng phòng. Có quay này không? Hôm nay dùng dịch ở đây ít có, nhưng mà à. Có ở đây không có, nhưng mà bán số khô là bình thường. À, bán số
số. Hôm nay mười mấy vậy chúng tôi ở đây không có dùng dịch gì hết. Sao anh bán mất. Anh bán hay quá vậy? Dạ với số. Hồ làm bán đây cũng bình thường thôi. Nên anh giống đại lý quá hả? Này trang đại lý bà con, không? Đưa số ra nè. Số nè. Vừa nay vô. Vừa nay vô có tẩy. Cái tẩy cái nào đâu? Rồi. Ai có mua được thì mua, không mua thì thôi, coi tôi ôm luôn với số luôn, chiều nay tôi ôm luôn khỏi bán. Đúng rồi, ôm luôn là khỏi bán luôn á. Đi ha, rồi. Tại bà con nha, cô cá sặc nè. À, cá sặc. Đấy, cá sặc là một nắng không cô? Hai nắng. Hai nắng. À, hai nắng bà con nha. Cũng còn đó. Khi gửi qua nước ngoài á là Trưng sẽ gửi cá sặc này, ta rút kinh nghiệm hôm trước gửi qua cá sặc mà hai nắng thậm chí ba nắng nữa cũng không được nữa, khi qua bên đó là qua bị hư á cô. Hư. Bữa trước qua là ba nắng là bị hư luôn á. Nó đứt tay à ta. Nó còn đại loại là qua bên đó nó bị ẩm á. Cái nó cái mùi. Đúng rồi. Đó nó không còn. Đi mấy ngày? Đi 7 ngày đó. Dữ vậy. 7 ngày mà qua bên đó như vậy đó, cho nên thành ra bây giờ là con chỉ lựa khô cái sạch nào mà khô thì khô luôn. Mua về mà phơi lại. Dạ, cho nên là phải chắc ăn mới được. Bây giờ là phơi lại chứ. Dạ. Là bây giờ phải làm chắc ăn. Đó, bà con nào mà mua thì liên hệ xuống phòng dưới nha. Đây. Cái này gọi là cái gì cô? Cái kèo, cái đó cái đường. Cái đường. À, cái đường. À. Rồi cảm ơn đi cô ơi. Rồi bên kia là ốc nha. Cái chợ Mỹ Tho này là nó dài lắm. Ôi nó dài ghê lắm. Cho nên mà giờ trưa là phải đi chậm chậm thì nó lâu. À, nhưng cô okay, cố gắng đi sao mà có thể là bà con được thưởng thức được cái em cái cảm xúc được cái món ăn. Bà con nha, bên này cũng khô nè. Rồi bên này là nguyên một mâm phơi khô cá sặc nha. Thời điểm Trưng đi lúc này là đang là đồng hồ đang là 9:25 nha. 9:25 rồi. Đây là khô phơi khô cá sặc nè. Đó. Cá sặc được đây được rất là ưa chuộng, không chỉ là ở 3.000 cái ra. Đây là mới một nắng không chị? 2-3 nắng. 2-3 nắng đó hả? Không, mấy bà con không. Hai ba nắng thì nó vẫn còn ướt cho bà con nha. Để mà khô thì nó phơi thật là nhiều nắng luôn á. Ấy da. Tại cá sặc này khi mà gửi qua nước ngoài hôm trước là bà con mua nhiều lắm. Đó cho nên là Trưng là rút kinh nghiệm, sau này là những cái phản hồi của quý cô chú anh chị mà đặt hàng nước ngoài á, đã có những lời khen. Lời khen coi như là một món quà. Tuy nhiên trước đó thì ôi nhất là cái sạc này tôi gửi này qua nó bị gọi là không chất lượng á bà con, qua nó bị không khô á. Trời ơi đau lòng thiệt là đau lòng. Nói chung thì giống như là món quà mà bà con qua bên đó mà nếu không chất lượng thì mình cũng là rất là khó xử. Hôm trước là buồn một thời gian luôn, không có chân, không có quảng cáo luôn, không có bán hàng luôn á. Một thời gian chân ngưng luôn á, không bán hàng luôn, thật sự là rất là buồn. Vì là món quà mình gửi bên đó thì không được ngon. Đấy. Rồi sau đó thì rút kinh nghiệm lại, cái chân gửi lại thì ok. Bắt đầu là bà con có tín hiệu, có những người khen làm cho mình cũng vui lên. Đây là lên cũng phía lên là phía trước chợ Mỹ Tho bà con nha. Bây giờ Trưng nó đi dọc nè, một dãy hàng cá. Đấy. Quay chơi anh? Quay chơi chị ơi, quay chơi. Quay cho nó coi hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ đi hết hàng cá coi lựa cái mặn nào đẹp giả cho nên là con báo nhỏ này được với con nhỏ. Không ai không là ba cái người đây. Đâu chị nào? Châu Phi á, người Châu Phi mới được nha. Châu Phi hả? Ma gốc cũng được. Khói Châu Phi da đen hả? Châu Phi da đen nhưng mà gốc người da đen. À, anh da đen gì đó hả? Là mấy nói chung là ba người này không có chồng nè, mấy bà này, hai bà này thuộc lậu đen á. Mi la đen á. Mai gốc mi la đen với nó có chồng Ấn Độ rồi, bây giờ nó bỏ rồi, bây giờ nó lấy chồng. Giờ nó muốn làm ba. Nhất là nó muốn ma gốc như vậy là muốn
anh xe đen nha. Đi là đen nha. Anh xe đen, anh xe đen mới chịu nha. À chung là chị Việt Nam bắt gà này chịu không? Chị Việt Nam. Bắt gà, bắt gà. Bắt gà nha. Chị tên gì chị? Tên Lan. À, Lan, anh nào anh Điệp mới được lấy nha. Giúp Điệp cho em đi. Anh Điệp bây giờ lấy chị lấy vợ rồi, chị Lan phải lấy chồng thôi. Đi qua tới mấy hàng bán cá là vui lắm á chị. Mấy mấy rồi. Dạ quay đăng lên mạng YouTube á. YouTube cái gì? Dạ Cao Anh Trung Vlog. Cao Anh Trung Vlog á. Dạ. Có quay bà Hằng không? Bà Hằng nào? Bà Hằng hả? Rồi. Không có quay hả? Nhưng mà nghe bà hoài à. Bà đó có anh em bà thua không? Hello người đẹp. Đâu cần nghe bà thua không? Bà không thua đâu, bà không có thua đâu. Rất là bà nói chuyện rất là hay không? Dạ. Bà có bằng chứng bà mới dám nói. Sao không mà bà đẹp quá ha, bà nói chuyện hay. Bà có đẹp. Cái chuyện chi bà không biết. Bà Hằng á. Bà hay á. Bà hay, bà nói chuyện hay á con. Hình như là tới ai nói ra là bà có lực tiểu sử cho. Rồi đúng rồi đó. Tới giờ ai mà đụng má là này danh sách của mày nè, tiểu sử mày nè, có này có kia nè. Bà kêu bà để trong trong. Không, bà có bằng chứng hết trơn rồi thằng đó, không ai rồi. Không ai dám nói bà hết trơn á. Đúng rồi. Bà hay á, hay cái nước đó đó. Tép không cưng, có tép bự kìa. Rồi, giờ là chiến này bà thắng đúng không? Không chắc luôn. Đúng rồi, bà thắng là phải rồi. Bà nếu mà bà lấy tiền được á, ông Thiên, ông cho bà cho hết mà. Kiểu là xong rồi, xong rồi. Rồi cảm ơn cô nha. Đây. Đây xin giới thiệu. Lăng ơi, sao Lăng nở cắt gà mà bỏ đi. Anh nào bên nào? Ba chị Lan nha. Chị Lan. Tên Lan, cái mà Điệp á. Anh nào Điệp? Anh cho mượn anh thách, ai biết anh nào Điệp là ai đi. À đang kiếm Điệp. Anh Điệp nào ghé kiếm chị Lan nha. Chị Lan bán gà. Chị Lan khỏi chùa rồi, đi tu rồi. Đu đu sớm đi. Ô hồ. Chào cô, trời ơi, cái nụ cười cô tỏa sáng nè. Già rồi, sớm gì. Cô cười là thái khóa rồi đó. Biết sao mình già nhưng mà mình cười tươi đúng không? Nên mình chụp vậy đi răng đây đâu. Dạ, gửi lên cho bà con xem á. Dạ. Ồ, cô thấy, cô năm bao nhiêu tuổi rồi? 76 á, mình nhìn thấy cô cắt, nhìn thấy khỏe lắm nha. Bệnh cắt cái lô đó, tại bán mà kiếm tiền á. Dạ hả? Không có nhà con cái nuôi. Có, con nó cho ăn cơm mà có thiếu. Thằng có ăn cái. Ở nhà buồn đi, không có tiền bỏ túi, muốn ăn gì mua. Dạ, đúng gặp rồi. Gặp cái cây giả rồi mình mua mình ăn cũng. Dạ. Trời nó cho, hai ba bữa nó về nó mới cho. Dạ, nhưng mà mình làm nhẹ nhẹ đúng không? Mà đi về làm khỏe việc. Đúng rồi. Đi về khỏe. Làm việc vừa sức được rồi. Ở nhà buồn lắm. Quen rồi. Dạ đi vậy nhưng mà con sức khỏe hoài luôn đó. Tại vì làm 7 tuổi tới giờ ở nhà cũng được. Dạ. Phải đi. Dạ tốt quá cô, tốt quá. Đây là ủng hộ cô luôn nè. Ủng hộ luôn nha. Cô có đi bán nhưng mà đóng có nhẹ nhẹ thôi. Rồi nhẹ nhẹ thôi. Để cho mình lao động cái đầu óc của mình. Đâu có xách được nhiều. Dạ. Xách 6-7 kg rồi. Đầu óc tay chân mình nó hoạt động là ok rồi. Đúng rồi. Dài yếu rồi. 76 là coi nha nhưng mà cô thấy à. Làm tay chân nhanh nhẹn. Bí quyết nha bà con. Bí quyết nha, ai có ba mẹ già nào mà muốn làm thì mình cũng nên để cho làm. Làm với đâu vừa sức. Dạ. Mà có tiền xài nữa. Dạ. Bây giờ chờ tụi nó. Trời ơi, nó để một cặp nó nuôi thấy bà nội nó có đâu tới mình. ông ở nhà còn không? Hôm nay 10 năm hơn. Ồ, dạ. Dạ tới ngủ không ngủ nữa. Dạ có. Vậy được một mình là cứ buôn bán thôi ha. Giống mình làm niềm vui. Thì giờ nuôi con lớn hết rồi, sự nó mặn nó ăn. Nó có cho mình, nó cho mình không có. Không có ở nhà chờ nó cho. Rồi có hồi vậy ông nào để ý kêu vậy không? Trời ơi, không dám đâu, ở vậy nó có quyền với con. Nói nó sợ. Cái chết, nó sợ mình đâu. Nhưng mà quan trọng là hồi vậy cái ông nào để ý thương không? Có không? Không. Già rồi đi liệm vô gò ma nó không nhát nữa, có đâu ai nè. Ông cũng có với ông tuổi già giống như mất vợ, giống làm bạn.
để bầu bì tâm sự, mất quyền làm mẹ, không có dạy con được. Kiểu như là cô muốn để như vậy mình có tiếng nói với con cái hơn. Sao không có quyền với con? Bảy bảy mấy bà kia nhảy từ lên tâm, có quyền với con. Thì đi con ơi, giờ điện vô Gò Ba nó cũng nhát nè, già quá rồi. Ok vậy tốt, cô thấy cô các suy nghĩ rất là hiện đại nha, rất là hiện đại. Dạ. 30 mẫu cái cô nghĩ rồi, nha bác. Dạ. Dầm 14 cái cô nghĩ. Dạ. Rồi cảm ơn cô nha, dầm 11 nghỉ. Giống như là ngày nghỉ của mình. Thấy mệt thì nghỉ. Rồi giữ gìn sức khỏe cô nha. Tiếp tục nha quý vị. Chợ Mỹ Tho nó còn dài đường, còn dài Mỹ Tho còn đường đi. Quay đi chưa? Chào cô. Quay đi nước ngoài. Đi nước ngoài. Đúng rồi. Quay đưa ta đi luôn đi. Đi nước ngoài luôn đây. Bán ế quá là nản quá. Mày đưa ta đi bển mẹ nữa. Hột có bán cá tươi quá nè. Mày đưa ta đi qua bển đi mày, đây ta nản quá rồi. Dạ. Qua bên đây chú nè, rước rước cô cái coi. Bển bán cá ngon hơn ở bên đây. Đây nó lớn quá mày ơi. Dạ. Thang đi đâu cũng nghe thang hết cô ơi. Thang thằng ế chừng á. Thằng ế chừng thấy thế. Nhưng mà cô nhìn cuộc sống của cô cũng con nghĩ là cũng anh ăn cũng 40 kg hả anh? Cũng chộp ở đây vậy nó mới chua. Đi qua bển bán ngon hơn, bên đây bán ế quá. Dạ. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, 64 chứ mình 5 tuổi. Nhưng cuộc sống cũng đầy đủ ha. Kêu quay tao đưa tao đi qua bển đi. Ở đây tao bán ế quá rồi, nản quá. Qua bển bán ngon hơn ha. Đúng rồi bán ngon hơn. Nó đủ đủ này. Dạ nhảy đúng rồi. Thì cuộc sống của cô đâu có thiếu đâu. Thấy không? Cuộc sống của đâu thiếu đâu. Mấy thằng băng đá nó chọc á. Tướng cô rất là đẹp nha. Trời ơi. Tốt tướng. Đẹp tao chưa biết nữa. Không, tốt tướng cô khỏe á. Cô khỏe giống như tướng của bà Siêu Black á, phải không? Khỏe không? Ca sĩ Siêu Black á. Biến lên cho đẹp luôn mà. Mày mày. Thằng cháu này chọc cô á. Nó ghẹo không á. Ghẹo không à, đại chứ qua ghẹo hoài luôn á. Cửa hàng đá. Đinh Hiền Liệt sạch. Còn dài đó, người Mỹ Tho là khá là vui nha bà con nha. Người Mỹ Tho là khá là thân thiện đấy. Thời điểm này là khoảng 10 giờ rưỡi, thành ra là đâu đó cũng chợ cũng vắng đi một tí nha bà con nha, cũng vắng đi một tí. Đấy, thấy không, cái nhà lồng chợ Mỹ Tho bao nhiêu thôi nhưng mà nó trải dài ở trên con đường này nè. Trải dài con đường tới khúc kia rồi còn để trái nữa. Để mình ngồi khỏi ê mông ha. Lót luôn cái ghế luôn. Ồ đẹp đi nha. Ồ đẹp nha. Hay nhá bà con. Đây ý tưởng mới nha, những cái bộ salon nào mà không có nệm thì đây là cách hay nè. Đấy. Mà anh bán một miếng là bao nhiêu? Một miếng 150. 150 là cái miếng như vậy hả? Còn miếng dài bao nhiêu? Dài thì 550. 550 miếng dài để cái ghế dài ha. Hai bà con nha. Khá là gọn gàng mà sạch sẽ nữa. Đấy. Cảm ơn nha. Đây, chợ Mỹ Tho. Chợ Mỹ Tho còn dài thì ta còn tiếp tục đi tới. Để kể cho bà con nghe câu chuyện bữa trước đi quay chợ Mỹ Tho, bên là chợ Cà Mau á, chợ cua Cà Mau á.
chung là trước khi quay thì mình cũng đã nghĩ tới cái vụ mà cua một giây là khá là bự đó, cho nên mới giờ đăng cua gieo lên ta nói là bán ai cũng nói hết trơn, ai nói vụ dây cua hết, ta nói là bán dây cua tặng cua bán dây tặng cua à. À, anh chàng đẹp trai đúng rồi, anh chàng đẹp trai nha, bán gà đó. Ô trời ơi, trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp. Dạ rồi. Anh bán lại luôn hả, gà luôn? Dạ đúng rồi. Nhà bằng nhà bác. Nhà làm luôn hả? Dạ đúng rồi. Ôi. Ủa nhà mình có làm nhiều gà như vậy không? Dạ có anh, nhà em có máy em làm nhà em. Có máy hả? Dạ. Ồ, làm máy rồi đánh lông hả? Dạ đúng rồi. À, cái máy đánh lông gà. Ủa là đánh một lần nhiều con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Còn bữa trước có quay một chỗ nó đánh lên máy lông gà, anh đánh ghê lắm. Ra như vậy nè. Ủa là anh bán mình bán con hay là bán ký? Bán ký anh. Ký là nhiêu? Ký tùy theo, gà đất thì 101 ký, gà không hoàng 80 ngàn. Ờ. Gà ghi thì bán 10 ngàn ký luôn. Anh làm nghề này lâu chưa? Dạ nay lâu rồi anh, 5-6 năm rồi. Ồ. Đây vừa nhà gà nha. Kênh mình kênh gì anh? Kênh Cao Anh Trung Vlog. Cao Anh Trung Vlog. Rồi. Em cũng hay xem mấy vlog lắm. Ồ vậy hả? Xem thì thấy anh trên đó đó. Rồi rồi. Đây bây giờ nha, gà anh chàng đẹp trai. À, anh chàng đẹp trai à, kênh của mình là con trai xem hết 60 mấy % nha bà con nha, chừng 63-65% à, nhưng mà hôm nay giới thiệu cho mấy cô nữ xem quay cái đẹp nhiều rồi, giờ quay tới trai đẹp. À. Đây. Chỉ làm gà à, cái này là lúc nhỏ mình làm là khó lắm, làm cái mình mới làm lẹ rồi. Trước khó là đi mua ăn khỏi làm. À đây làm sẵn luôn nè. Chứ trước làm khó lắm. Đúng rồi. Không, chứ làm tích tắc xíu là mình có nghề ra bà con. Đó, nghề ta lâu lẹ lắm. Ồ. Tôi là dân chuyên nghiệp. Đó. Không nên thử với giống dân chuyên nghiệp bà con nha. Ủa giống như mấy chương trình game show á vậy. Không. Giống mấy game show vậy. Tôi là dân chuyên nghiệp. Người bí ẩn á, người bí ẩn. À người bí ẩn. Dạ. À, giống người bí ẩn quá ha. Tôi là dân chuyên nghiệp. Rồi cảm ơn chị dân chuyên nghiệp. Đây bà con nha. Đây bà con nha. Chân sẽ đi tới nữa. À. Wow. Xe nước di động hả? Thôi, bán giá rồi nha. Xe nước di động. Bữa nay có tàu nghiêng 65.000 ký sổ luôn mấy chị ơi. Quẹo lửa sổ luôn mà con ơi. Bữa nay có tàu nghiêng 65.000 ký sổ luôn mấy chị ơi. Wow. Bữa nay có sầu riêng ghi 61 lép 65 ngàn ký sổ luôn mấy chị ơi. Đây bà con. Bữa nay có sầu riêng ghi 61 lép 65 ngàn ký sổ luôn mấy chị ơi. Bữa nay có sầu riêng ghi 61 lép 65 ngàn ký sổ luôn mấy chị ơi. Bữa nay có sầu riêng ghi 61 lép 65 ngàn ký sổ luôn mấy chị ơi. Heo quay luôn nha. Heo quay luôn. Heo quay luôn nha. Heo quay Mỹ Tho. Heo quay với giá 280 ngàn. Rẻ vậy luôn hả? Một ký 280 ngàn thôi. 280 ngàn. Wow, đây bà con. Heo con đặc biệt luôn. 280 ngàn, quá rẻ. Quá rẻ, quá rẻ luôn nha. Thôi, cảm ơn cô nha. Khúc kia là khúc của chợ nha. Đây khúc cuối này bây giờ chân quẹo trái nè. Quẹo trái còn nhiều cái hay đó nha. Đó, quẹo trái rồi lên kia là lên đụng đường quẹo phải nữa. Cái chợ Mỹ Tho này nó kéo dài một con đường là khá là dài. Đấy. Bà con, cô chú, bà con cô bác xem kênh Cao Trung Vlog, lời kêu gọi nha. Nhớ đăng ký nha, nhớ đăng ký kênh bên dưới nha, kêu gọi đăng ký kênh bên dưới nào để cho Trưng tiếp tục ra video nào. Nhớ nhấn chuông nha, đăng ký và nhấn chuông luôn để khi mà Trưng mới ra video là quý vị là xem liền,
xem nóng hổi luôn, nóng hổi vừa thổi vừa xem luôn. Đây. Cá. Thời điểm những ngày đây ở Việt Nam mình là thời tiết có thể là khá là nắng à, đi ra đường một xíu là thôi chứ nắng ối là nắng à. Đây. Đây chú à, tôm là tôm gì chú? Tôm bạc đất. Tôm đất hả? Dạ. Dạ. Là tôm đất bà con nha. Chút xíu nữa tới kia là kết thúc thôi chị nha. Đó. Phút này cuối giờ luôn rồi. 15 đã ủng hộ, đã xem video đến thời điểm hiện tại. Cảm ơn quý cô chú rất nhiều. Và bây giờ Trưng xin kết thúc và gửi lời chào tạm biệt. Bye bye.